Năm động tác đơn giản nhưng lợi ích rất lớn cho sức khỏe được sử dụng nhiều trong đông y. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Vui để cùng tham khảo những thông tin sức khỏe hữu ích. Quý vị thân mến, bước vào độ tuổi trung niên, dây chằng của chúng ta bắt đầu có dấu hiệu thoái hóa, sự săn chắc của bắp thịt giảm xuống, cơ và xương yếu dần, công năng của các cơ quan đều suy giảm trông thấy. Nếu không sớm cải thiện tình trạng này thì chất lượng sức khỏe của bạn sẽ nhanh chóng xuống cấp, đẩy vào cửa ngõ của bệnh tật. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng Sống Vui khám phá 5 động tác cực đơn giản của các bậc cao y thời xưa để lại giúp bạn sống lâu, sống khỏe, không đau ốm bệnh tật. Hãy cùng theo dõi quý vị nhé. Thứ nhất, nhắm mắt để chăm sóc gan. Cổ nhân nói rằng chỉ cần bạn nhắm mắt là bạn đang chăm sóc gan của mình rồi đấy. Theo đông y, gan kết nối với mắt khi mắt có các triệu chứng như khô, ngứa, gió thổi vào mà bị chảy nước mắt. Được xem là một trong những dấu hiệu về mắt phát sinh có liên quan đến sức khỏe của gan. Chảy nước mắt khi đi trong gió là dấu hiệu thể hiện chức năng thải độc, khả năng thu nạp của gan không đủ. Mắt bị khô là dấu hiệu cho tinh huyết trong gan bị thiếu, cần bổ sung chất giúp máu trong gan trở nên đầy đủ và dồi dào hơn. Cách thực hiện, nhắm mắt lại, dùng ngón trỏ ấn vào mí mắt, nhẹ nhàng ấn xoa vào vùng tròng mắt cho đến khi cảm thấy dễ chịu, thư giãn. Đây cũng là cách trực tiếp thực hiện làm tẩy rửa mắt khi có cặn bã do bụi tích tụ ở hốc mắt, làm sạch và sáng mắt. Nhắm mắt dưỡng gan có thể thực hiện bất kỳ lúc nào trong ngày, thời gian dài hay ngắn là tùy ở bạn. Phương pháp này không chỉ tốt cho gan mà còn cải thiện thị lực, giảm mệt mỏi mắt và nhiều tác dụng khác. Thứ hai, kiễng chân để chăm sóc thận. Kiễng chân là một bài tập thể dục có tác dụng bổ khí, dưỡng khí, nâng cao khả năng sức mạnh cho hệ hô hấp. Việc làm này không chỉ thúc đẩy cung cấp đủ oxy vào máu để phục vụ cơ tim hoạt động, mà còn có thể đảm bảo sức khỏe tim mạch ổn định, tăng cường sức mạnh cơ chân, làm khỏe mắt cá chân và ổn định sức khỏe của toàn bộ chi dưới. Cách thực hiện, đứng kiễng chân cao nhất có thể, mỗi lần kiễng thì cố gắng làm sao để tăng dần thời gian kiễng chân. Khi mới tập nên bám vào tường hoặc vật bám thuận tiện. Sau khi thạo cách này, bạn bắt đầu tập kiễng từ 30 đến 100 bước, tăng từ ít đến nhiều. Trong quá trình kiễng chân bước đi, có thể dừng lại nghỉ một chút rồi tiếp tục. Tự điều chỉnh độ cao khi kiễng và số bước chân trên nguyên tắc cảm thấy thoải mái dễ chịu trong khả năng luyện tập của bản thân để không bị chán bỏ cuộc. Nếu là nam giới nên tranh thủ thực hiện động tác kiễng chân ngay cả khi đi tiểu tiện. Việc này mang lại tác dụng chăm sóc thận cực kỳ hiệu quả, đơn giản mà không mất nhiều công sức. Phụ nữ khi ngồi vệ sinh cũng có thể nhón chân liên tục, tận dụng thời gian để thực hiện và duy trì nó như một thói quen, một công đôi việc để bổ thận lợi tiểu. Thứ ba, xoay cổ đầu để chăm sóc não. Trong đông y, quan niệm tâm thân bất nhị luôn là triết lý chữa bệnh hàng đầu. Tinh thần và thể chất luôn song hành với nhau, khỏe cùng khỏe và yếu cùng yếu. Tâm có an thì thân mới đỡ bệnh và ngược lại. Vì vậy, theo các chuyên gia, việc chăm sóc sức khỏe tinh thần là yêu cầu vô cùng quan trọng. Thậm chí trong nhiều trường hợp, chính tinh thần là vũ khí để chữa các bệnh cho thân thể, tấn công trở lại các cơ thể để loại bỏ bệnh tật. Cách thực hiện, khi bạn rảnh, ngồi xem TV hay ngồi trò chuyện, có thể xoay các khớp cổ, cúi ngửa đầu, ngồi hoặc đứng thẳng người, hai tay buông xuôi, xoay cổ theo hình vòng tròn và ngược lại, tối thiểu 5 vòng, rồi cúi, ngửa đầu, nghiêng đầu sang trái, phải, biên độ cúi ngửa đầu cố gắng hết khả năng tối đa. Khi cúi cằm chạm ngực, khi ngửa, cổ thẳng căng hết cỡ, giữ trong tư thế đó 15 giây, tối thiểu 5 lần, thực hiện bất kỳ thời gian nào trong ngày đều được. Cách làm này có tác dụng cải thiện sự vận hành của máu lên não, giúp cho não không bị thiếu khí huyết mà dẫn đến đau đầu, chóng mặt, tư duy chậm. Thường xuyên thực hiện sẽ cải thiện tình trạng sức khỏe của não bộ, từ đó tăng sức khỏe tinh thần, hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến hệ thần kinh. Cải thiện tình trạng bệnh thần kinh suy nhược dẫn đến khó ngủ, mất ngủ. Người mắc các bệnh này càng phải kiên trì thực hiện cho đến khi có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ trong thời gian ngắn, ngủ sâu hơn. Thứ tư, bóp đầu gối làm chậm tốc độ lão hóa. Trung y có quan niệm người già chân sẽ già trước, mà bộ phận lão hóa sớm nhất trên chân lại chính là đầu gối. Đầu gối sở hữu kết cấu vô cùng phức tạp. Đây là bộ phận ít thịt, nhiều gân, tuần hoàn máu tương đối kém nên dễ dàng bị nhiễm lạnh và tổn thương. Vì vậy, bảo vệ đầu gối cần phải chú ý hai yếu tố là giữ ấm và massage thường xuyên. Các chuyên gia khuyến nghị, người trung tuổi bất cứ khi nào ngồi ở vị trí cố định cũng nên hình thành thói quen dùng hai tay che đầu gối, đồng thời dùng ngón tay massage thường xuyên bộ phận này. Lòng bàn tay che đầu gối có thể duy trì độ ấm, trong khi đó 5 ngón tay massage khoảng 80 đến 90 lần sẽ mang tới công hiệu tương đương châm cứu, giúp tăng cường tuần hoàn máu ở đầu gối. Kết hợp giữ ấm và xoa bóp có tác dụng giảm đau khớp gối, thúc đẩy tuần hoàn máu, làm chậm tốc độ lão hóa và phòng ngừa một số bệnh lý có liên quan khác. Thứ năm, nắm tay khi đi bộ tốt chăm sóc tim.
nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng người sở hữu nấm càng lớn thì tuổi thọ càng cao. Một số nghiên cứu khác lại cho thấy độ linh hoạt của các ngón tay càng tốt thì não bộ càng bị chậm lão hóa. Để luyện tập sức nắm cũng như rèn luyện độ linh hoạt của các ngón tay, mỗi khi đi bộ bạn nên tích hợp với các bài tập luyện cổ tay và ngón tay như sau. Đưa cổ tay hướng lên trên, 5 ngón tay hướng về phía trước, lòng bàn tay hướng xuống, sau đó xoay tròn cổ tay từ trước về sau, thuận thế nắm tay thành hình nắm đấm. Trung y quan niệm, cổ tay là nơi đi qua của kinh thủ thái âm phế. Thông qua việc xoay tròn cổ tay, bạn có thể kích thích các huyệt tại đây, khai thông kinh lạc, củng cố chức năng của lục phủ ngũ tạng. Cùng với đó, khi nắm tay thành hình nắm đấm, các ngón tay sẽ vặn ấn vào vị trí huyệt lao cung. Huyệt này thông với tim, khi được kích thích sẽ mang tác dụng an thần, bổ tim, thanh gan. Bài tập xoay cổ tay và rèn luyện sức nắm như trên tốt nhất nên tích hợp ngay trong khi đi bộ hoặc bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi. Người tập cần chú ý vận động cổ tay trước khi nắm thành nắm đấm, mỗi lần duy trì trong 3-4 giây rồi lặp lại quy trình ban đầu. Quý vị và các bạn thân mến, những bài tập đơn giản ai cũng có thể làm được mà Sống Ăn Vui vừa chia sẻ sẽ giúp bạn cải thiện được sức khỏe tổng thể của bản thân. Do đó, hãy dành ra vài phút mỗi ngày để thực hiện quý vị nhé. Bên cạnh đó, các bậc thánh y thời xưa còn cho biết, ngoài những động tác dưỡng sinh thì ăn uống bồi bổ theo thời gian là một mắt xích quan trọng để có được lục phủ ngũ tạng khỏe mạnh. Đặc biệt cần phải nằm lòng nguyên tắc lựa chọn thực phẩm theo mùa, thuận theo quy luật của tự nhiên, lấy xuân hạ dưỡng dương, thu đông dưỡng âm. Hãy cùng áp dụng các lưu ý sau để cả đời khỏe mạnh, sống trường thọ không lo bệnh tật nhé. Thứ nhất, phương pháp dưỡng sinh bằng thức ăn vào mùa xuân. Đến mùa xuân chúng ta cần phải suy nghĩ đến việc dương khí bắt đầu sinh ra, cho nên cần ăn những thứ có vị cay ngọt, có tính phát tán, chứ không nên ăn những đồ chua có tính thu liễm. Trong mối quan hệ giữa ngũ tạng và ngũ vị thì vị chua có tính thu liễm mà đi vào can, nó không có lợi cho dương khí thăng phát và can khí sơ tiết, cho nên mùa xuân cần lựa chọn những thức ăn, vị thuốc có tác dụng nhu can dưỡng can, sơ can lý khí. Ví dụ trong Thọ Thế Mật Điển có ghi chép, tháng 3 lấy hoa đào, ngâm trong rượu dùng để uống, có thể trừ bách bệnh, làm đẹp nhan sắc. Bên cạnh đó, phương Nam mưa nhiều, nóng lạnh thay đổi thất thường, thấp khí vây khốn tỳ khí, cho nên dùng những thuốc kiện tỳ hóa thấp như bạch linh, đẳng sâm, câu khỉ tử, uất đan, đan sâm, mạch môn, hào thủ ô, huyền hồ. Đồ ăn thì có thể chọn những thứ có vị cay, tính phát tán như đại táo, hành, rau thơm, lạc, tỏi, gừng. Mùa mưa, không khí ẩm thấp, thời tiết ấm áp là thời tiết tốt cho việc điều dưỡng tỳ vị. Điều dưỡng tỳ vị có thể nâng cao chức năng miễn dịch của cơ thể, có thể phòng chống lão hóa, ăn nhiều rau cỏ tươi, ăn nhiều hoa quả để bổ sung lượng nước cho cơ thể, ăn ít đồ dầu mỡ tránh làm dương khí tiết ra ngoài. Nếu không thì cam mộc thăng phát thái quá sẽ khắc tỳ thổ. Thứ hai, phương pháp dưỡng sinh bằng thức ăn vào mùa hạ. Theo y học cổ truyền, mùa hè là mùa phồn tú, cũng có nghĩa là giai đoạn cây cối sinh sôi nảy nở. Thời điểm này, dương khí bốc lên, sự trao đổi chất của con người ở trong trạng thái mạnh mẽ. Mùa hè, nhiệt tà có thể làm tổn thương âm dịch, tổn hại dương khí, cộng thêm mồ hôi dễ ra nhiều cho nên khí âm càng bị tổn thương. Nếu có mưa thì ẩn phục cả thấp tà. Dựa theo đặc điểm trên, thuốc dùng trong mùa hè chủ yếu là các vị cam bình, cam lương để bổ khí âm, tân dịch. Ngoài ra có thể thêm các vị có tác dụng thanh nhiệt trừ thấp. Mùa hè do ăn uống đồ lạnh nhiều, dễ làm tổn thương vị khí, cho nên cùng lúc với bổ khí và tân dịch, cần phải chú ý kiện tỳ hòa vị. Về mặt ẩm thực, sáng sớm nên ăn một chút hành tây, sau bữa cơm tối nên uống một chút rượu vang, duy trì khí huyết thông suốt. Thường nhật nên ăn những đồ ăn ít béo, ít muối, nhiều vitamin, như thế có tác dụng dưỡng tâm, thanh nhiệt, giải độc, lợi thấp khu đàm, dưỡng huyết an thần. Thứ ba, phương pháp dưỡng sinh bằng thức ăn vào mùa thu. Theo y học cổ truyền, mùa thu là mùa dung bình, dương khí trong tự nhiên dần dần giảm bớt, âm khí dần dần tăng lên, khí hậu từ nhiệt chuyển hàn, tất cả đều trong giai đoạn dương tiêu âm trưởng. Về mặt ẩm thực, cần ăn ít đồ hải sản, đồ lạnh, đồ muối, đồ cay chua, mà nên ăn đồ nhạt, dễ tiêu hóa, chứa nhiều vitamin, đồng thời ăn những đồ nhuận táo như vừng, gạo nếp, mật ong, chế phẩm từ sữa, tăng thêm thịt gà, thịt vịt, thịt bò, gan lợn, cá để tăng cường sức khỏe. Những loại rau củ có tác dụng sinh tân nhuận táo, thanh nhiệt hóa đàm, chỉ khái bình xuyễn, cố thận bổ phế thích hợp dùng cho mùa thu, có lê, táo, chám, bịch quả, hành tây, rau cải, củ cải trắng. Thứ tư, phương pháp dưỡng sinh bằng thức ăn vào mùa đông. Dưỡng sinh vào mùa đông thì cần phải tàng tinh, dưỡng âm phòng hàn, nghỉ ngơi phải điều độ, việc phòng thất cần hợp lý, không được quá lao lực. Ngoài ra mùa đông hàn khí tràn ngập,
Hàn là tà khí thuộc âm, rất dễ làm hại đến thận dương, vậy nên cần phải dưỡng tàng cố tinh, bổ ích thận dương. Trong Thiên Kim Dực Phương có viết, mùa đông uống rượu thuốc 2-3 đợt, đến lập xuân thì thôi. Nhóm rượu thuốc này bao gồm rượu thập toàn đại bổ, rượu câu kỳ tử, rượu sâm nhung, rượu đông trùng, mỗi ngày uống 1-2 lần, mỗi lần uống khoảng 1 chén. Còn thuốc bổ dùng trong mùa đông gồm nhân sâm, hoàng kỳ, a dao, đông trùng hạ thảo, hà thủ ô, câu kỳ tử, đương quy, đào nhân, đại táo, long nhãn, hoài sơn, hạt sen, bách hợp, lộc nhung, quế nhục. Nhưng cần phải chú ý rằng không được dùng quá nhiều đồ nóng để tránh làm hại đến âm dịch. Y gia nổi tiếng là Trương Chí Thông đã đưa ra cách lý giải cho nguyên tắc thu đông dưỡng âm trong Hoàng đế Nội Kinh rằng mùa thu và mùa đông âm thịnh ở ngoài nhưng lại suy yếu ở trong, cho nên không được chỉ dùng thuốc ôn bổ trợ dương mà còn phải kết hợp với thuốc tư bổ âm tinh làm cho âm dương chuyển hóa lẫn nhau. Ngoài ra mùa đông ít mưa, khí hậu tương đối khô hanh, cho nên cần dùng những thuốc ôn nhuận như tang ký sinh, thỏ ti tử, thục địa. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn chung mỗi mùa sẽ có một đặc điểm khí hậu riêng. Nếu chúng ta biết cách lựa chọn và sử dụng các loại thực phẩm này thì sẽ là những vị thuốc bổ quý giá, giúp cơ thể luôn được khỏe mạnh, đồng thời phòng chống được nhiều bệnh tật phát sinh. Và đừng quên, 5 lợi ích đơn giản nhưng cực tốt cho sức khỏe nên áp dụng ngay. Thứ nhất, nhắm mắt để chăm sóc gan. Thứ hai, kiễng chân để chăm sóc thận. Thứ ba, xoay cổ, đầu để chăm sóc não. Thứ tư, bóp đầu gối làm chậm tốc độ lão hóa. Thứ năm, nắm tay khi đi bộ, chăm sóc tim cực hiệu quả. Chúc quý vị và các bạn khỏe mạnh và hạnh phúc. Sống ăn vui, sống khỏe, sống vui.